ngồi đàng hoàng, em ngồi đàng hoàng. Rồi, mẹ đúng. Nhưng mà mẹ ngồi bị sai. Mẹ ngồi bị sai là gì? Có nghĩa là mẹ không có lại ra đó. Rồi mẹ ra ra ấy ra. Rồi vậy vô. Hiểu không? Là như vậy. Đúng rồi. Bạn ngồi dựng vậy sao em bé nó có cái điểm. Thứ hai là hiện nay cổ em bé đang gặp là ngồi cái mông nó về đây coi. Giờ nó về đây. Giờ nó về đây. Giờ nguyên người nó về đây. Cái tay của bé này nó cho bú, cái tay của bé nó ôm lên rồi, bạn thấy cổ thoải mái liền nhá, dễ không có khó, đúng không? Bạn chỉ cần bé đúng thôi, bé mới đúng. Cái này là đúng không? Rồi tương đối nha, giờ qua nữa đi, giờ qua đây, đúng rồi, rồi ôm rồi đây. Rồi. Rồi nó lắp vô cái chỗ này nè của bạn nè, cái khe á, bạn có một cái khe á, lắp vô đấy nha. Rồi buông ra, thở lỏng ra, buông ra. Rồi, mẹ vai xuống, đúng rồi. Rồi, tư thế đúng. Rồi, dạ. Đó, bạn có nằm lại vậy đi, thì con nó nằm bụng thôi được. Rồi, rồi để lấy vô đi. Không có dị con, mình không có phải dằn co cái tay của con, mình chỉ để cái lòng cái tay mình nhẹ vô cái lòng bàn tay của con để cho con nắm, để con nắm, con có cái để con nắm để con bớt quờ quẹn, rồi sau đó con sẽ đi tìm. Bây giờ con đã không? Thấy rồi chị. Ok. Thấy dễ không? Nhưng mà chị dập tiếp đi dễ. Chị em. Tại sao không được không? Tại em bé chưa ốm hẳn.